Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên, vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 1 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hòa Cụ, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1, từ ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 1, từ ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1, tức ngày 16 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1, tức ngày 28 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1, tức ngày 12 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày các lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Ngọ Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng 1, những gia chủ bí Ngọ sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Ngoài ra trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Ngọ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Trong tháng này, các gia chủ Canh Ngọ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 22 tháng 1,
tức ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi suôn sẻ hơn, những gia chủ Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, bước sang tháng 1 âm lịch, Ngọ dần tạo thành cục diện tam hợp, cho nên những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Với may mắn trong công việc, người tuổi Canh Ngọ sẽ được thăng chức trong tháng này. Bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều điều thành tích trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, trong tháng 1 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Ngọ cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cũng cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, xem tử vi tháng 1 âm lịch, tuổi Canh Ngọ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để may mắn thành công, các gia chủ Canh Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của tuổi Canh Ngọ trong tháng 1 âm lịch có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Với người đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau, dành thời gian cho các con của bạn. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình bạn trở nên gắn bó hơn. Như gia chủ Canh Ngọ mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, dần, ngọ, tuất để kích con đường công danh tài lộc thêm phần nở rộ, thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, kỵ tà, hóa sát, giúp các gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sức khỏe. Bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi, điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại, không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý thường xuyên, nên tham gia các hoạt động tập thể, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh. Người tuổi Canh Ngọ sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại bình an, may mắn cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Canh Ngọ trong tháng 1 âm lịch. Để may mắn thành công, quý gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu của các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ tư vấn một cách nhanh nhất, quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.